cái thức sinh sống rồi. Tao đâu có nghi được đâu hả? À, rồi vậy rồi. Cái chuyện nó dịch, ngồi gầy cái nó dịch rồi hả? Dịch trước. À, rồi đau quằn quại là phải nằm liền đó hả? Tao phải nằm cái đầu cầu diện cũng đỡ. Dịch rồi hả? Dạ. Bây giờ nè, tao đưa chân lên thì mày nếu mà bắt đau đây, một cái đường này bắt báo bằng cái nha. Nó phải đau chưa? Đau chưa? Đau ha, đau ở đâu? Đau đây nè. Này có đau không? Đau đau mày xoay là đau này. Đó là mày đau không? Đau hết rồi, bây giờ tương tự với nhau. Con này có đau không? Có đau không? Không ha. Rồi. Cái này đau không? Bên này. Phải là cái bánh bên này cho này cử động nó nặng hơn ha. Sao đau hay sao nhiều? Ừ. Hay là bị đau không? Dạ. Bác nằm sắp được không? Từ từ hả? Xoay từ từ. Ủa đây anh về đã sửa nắng rồi. Căn này thì bác ngày thu 6 ngày bỏ. Dạ. 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 Hồi trước đó đốt cái gì hả? Dạ. À, con đánh gì đau không? 7 ngày từ ngày 30. Bên này đau bắt cao không? Hai sao đi. Bên này? Không. Bên này? Không. Hai bên này bắt đau không? Không. Bên này? Không. Hai. Con đánh gì đau không? Ê hả? Ê đau hả? Dạ. Con này đau không? Không. Con này có đau không? Không. Dạ. Này đau không? Cái này bắt đau không? Không. Dạ. Bắt nằm lại con. Dọc. Nằm về là nó cứ đau ê một buốt này hàng này, nếu mà nằm lâu này. Nằm lâu nó cũng đau mà làm gì rồi nó đau. Ngồi dậy là nó đau rồi nó dịch luôn này. Không, bây giờ nó không dịch mà đau thì không có lỡ. Ừ. Không cơm mà nó hết ngon đau là nặng liền. Nặng liền. À. Nam nhiều hơn cũng được.
không bịt tay này được không? Chậm thôi. Đúng rồi. Đúng rồi. Từ từ. Đúng rồi. Rồi, đứng lại con này. Rồi, có đau không? Không đau luôn. Mệt. Rồi, không đau rồi, đứng xuống nghỉ con chút xíu nha. Con cho lên một lần nữa. Chưa có đau ạ? Không đau. Không đau đến gì hết. Bác con này là bao nhiêu tuổi vậy ta? 84 hả? 84 là mạnh khỏe vậy hả? Tụi con 84 chắc leo lên bàn thờ ngồi thế rồi. Chưa đâu. Bây giờ đấy trẻ bệnh không ạ? 100 tuổi đó à. Con là 100 vậy. Ngủ ngon. Ngủ ngon. Ngủ ngon đấy, thoải mái ha. Mấy bữa vô là đau quá. Mấy bữa đau quá. Đau ngủ không được. Ngủ không được. Rồi giờ thấy đỡ hơn. Rồi chút xíu để con cho đi ra ngoài mặt bằng bằng nha. Đi trên mặt bằng, hồi nãy là đi cầu thang. Rồi bây giờ đi trên mặt bằng bằng nữa nha. Để về nhà mình còn tự đi lại nha. Tự đi lại được nha. Đặt đi xuống đây con. Đó, cái này là trên hả? Trên hả? Các bạn nó hơi dốc chứ không phải trên. Đúng không? Đúng rồi. Ra tập đi cho con cái mặt bằng á nha. Cái từ từ thôi, chậm thôi. Chậm thôi. Đúng rồi. Rồi bây giờ để đứng đây con. Nhờ nhà về cũng đập đi từ từ thôi, đừng đi nhiều. Khi nào mệt là mình ở nhà có ghế, có chỗ tập có ghế không? Đi 10 vòng gì 10 vòng rồi là 600 mét. 600 là hơn nửa cái số rồi. Nửa cái số. Rồi ví dụ như buổi sáng tập rồi buổi chiều nếu mà rảnh hướng đến một cộng đồng khỏe mạnh, chúng tôi đã tạo ra một môi trường an nhiên, khu nghỉ dưỡng điều trị phục hồi chức năng thiền tâm. Nơi ấy có khung cảnh thiên nhiên trong lành, yên tĩnh, kiến trúc đẹp, mang lại cảm giác thư thái cho mọi người khi đến nghỉ dưỡng hoặc điều trị bệnh.
nơi hội tụ đội ngũ y bác sĩ giỏi, giàu tâm đức trong điều trị bệnh. Được trang bị máy móc hiện đại của chuyên khoa vật lý trị liệu phục hồi chức năng. Có nơi sinh hoạt ăn nghỉ đạt chuẩn cho bệnh nhân. Hơn 80% trường hợp bệnh lý của cuộc sống được điều trị khỏi bệnh và cải thiện chất lượng cuộc sống. Nơi tích hợp một hệ thống các tiện ích chăm sóc sức khỏe và giải trí, có đầy đủ các dịch vụ như ngâm nước khoáng nóng, tắm bùn khoáng, tắm thảo dược thiên nhiên, ấn huyệt, massage trị liệu, spa chăm sóc da, da làm đẹp. Không chỉ hỗ trợ điều trị các bệnh về xương khớp mà còn giúp tăng cường sức đề kháng, cải thiện và nâng cao sức khỏe. Dưỡng và điều trị phục hồi chức năng Thiền Tâm số 80, đường Võ Nguyên Giáp, khu phố Tân Cang, phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Điện thoại 1900 9210 0918 227733.